kêu nó mượn tiền, không mượn tiền được á là bắt đầu đánh nó bằng cái dây mà mình nấu cơm đó, cái dây nồi cơm điện đó, quất á, quất sụp cái gu tay này nè, rồi tay này á nó nổi gu lên hết trơn cái này nè, rồi giò cẳng gì á nó quất á, là dấu cũ chồng dấu mới, cái lưng nó lật lên là tan nát hết rồi, không còn gì hết á. Dở lên hai cái giò nó từ bàn mà từ bàn chân mà lên tới trên là không còn cái gì hết trơn rồi. Mặt mày nó hỏi làm sao vậy, nó nói là nó lấy cái móc quần áo á, nó kéo ngay ra rồi nó thui trong bếp ga mini á, nó châm vô, rồi hỏi sao mà nó châm vậy, thì nó trả lời, nó nói là nó kêu mượn tiền mà con mượn không được á, thì bắt đầu nó thui con thể không, tao nói không còn chỗ nào chứ, hai cái vú này nè, hang nó hơ, nó lăn lột da trên hai bên này nè, bằng cỡ ba ngón tay vậy nè. Dùng bằng cái gì con? Cái móc phơi quần áo á, rồi nó kéo ngay ra rồi nó thui, để vô bếp ga mini á, rồi nó lăn lên vậy nè. Cái này thì tôi cũng không biết, tại vì em nó đi làm quản lý nhà hàng ở trên thành phố, nhà hàng tiệc cưới á, rồi cũng bạn bè gì đó giới thiệu bằng Mai, rồi cũng có dắt về, thì nó cũng nói là quen để tìm hiểu coi sao, thì trong khi đó quen thì nó nói nó có một con vợ à, có hai đứa con với nó sinh năm đứa con nuôi, người ta sanh người ta bỏ mà nhà thương nó sinh về nó nuôi. Thì nhỏ này nó nói thấy vậy thì cũng con người cũng có đạo đức, rồi rượu chè không có, bài bạc không có, thì nó tìm hiểu rồi nó quen nhau, rồi trong khi mà hai đứa quen nhau thì cha mẹ nó không có vô đây được, chỉ quen nói qua điện thoại thôi, rồi nó về ngoại ở, rồi nó ở ngoại luôn đó, rồi mình cũng không biết cuộc sống nó ở ngoại như thế nào. Lúc đầu thì nó nói nó màng ăn gì đó thì mình cũng có gửi ra cho nó, tôi đi hỏi nợ, hỏi cho nó 30 triệu, mỗi tháng 900 ngàn tiền lời. Rồi anh nó thấy vậy, nó nói bằng ăn cũng chưa có đủ thiếu tiền, anh nó cho mượn 35 triệu, em nó cho mượn 32 triệu, với nó mượn con của cậu nó 10 triệu, nó là hơn 100 triệu. Rồi á, một thời gian sau, cần cỡ 7-8 tháng gì đó, nó có điện về, nó kêu mượn tiền nữa, nhưng mà ở nhà thì không có tiền, nhà mình thì nghèo, đâu có tiền, nên cho mượn nhiều chứ giúp con gì tới đó thôi, ở đây đóng lời cũng chết, đâu có tiền. Rồi sau đó điện hoài hỏi không được, trong này coi tiền không có gửi ra, rồi mình suy nghĩ là con mình nó ngoại không biết nó mà ăn làm sao mà nó mượn tiền hoài, rồi nó mượn nhà không được, nó mượn dòng họ, bà con, cô bác, ai nó cũng mượn hết trơn á. Rồi nó mượn không được, nó chửi tới thậm chí tôi, nó chửi tới thậm tệ luôn. Ai chửi cô? Thì chị Giao á, chửi mà mình đâu có biết hoàn cảnh con mình sống ở ngoài sao đâu, tới chừng cái bữa mà nó trốn về được đó là nó kể ra, rồi mình mới biết. Cái lúc nó vô nhà là tôi muốn xỉu rồi. Cái em nó mới nói thôi đi tắm rửa gì đi, đi tắm rửa rồi nó mặc đồ vô đó, mặc đồ em nó đưa đó. Dạ, chị Giao về đây lúc mấy giờ? Nó về khoảng 9 giờ mấy. Tối. Nhìn chị Giao nó không ra. Nhìn đâu có ra đâu, đầu cổ tóc tai nhìn coi mặt mày đâu còn cái gì nữa đâu mà ra, nhìn nó giống hệt như mấy bà tâm thần ngoài đường vậy. Rồi cái nó vô nhà nó tắm rửa rồi nó mặc bộ đồ em nó đưa đó. Trời ơi, thấy mình mẩy thì tan nát hết trơn rồi, nó mới kể ra mình mới biết chứ đâu có biết. Nó kể là nó nói cũng như là kêu nó mượn tiền, không mượn tiền được á là bắt đầu đánh nó bằng cái dây mà mình nấu cơm đó, cái dây nồi cơm điện đó, quất á, quất sụp cái gu tay này nè, rồi tay này á nó nổi gu lên hết trơn cái này nè, rồi giò cẳng gì á nó quất á, là dấu cũ chồng dấu mới, cái lưng nó lật lên là tan nát hết rồi, không còn gì hết á. Rồi xong rồi á, tới chừng mà dở lên hai cái giò nó từ bàn chân mà lên tới trên là không còn cái gì hết trơn rồi. Mặt mày nó hỏi làm sao vậy, nó nói là nó lấy cái móc quần áo á, nó kéo ngay ra rồi nó thui trong bếp ga mini á, nó châm vô, rồi hỏi làm sao mà nó châm vậy, thì nó trả lời, nó nói là nó kêu mượn tiền mà con mượn không được á, thì bắt đầu nó thui con. Rồi hỏi làm sao mà thui được, nó nói là nó chói giò chói tay lại, nó nhét khăn vô miệng rồi nó thui nó. Rồi mình mới biết bây giờ mình mẩy nó đầy người không còn chỗ nào hết, thì mình mới biết thôi chứ mình đâu có biết con mình bạo hành. Phải mình biết con mình bạo hành thì mình đi ra ngoài mình rước lâu rồi. Đến nó điện nó đâu có nói được gì đi, tại vì điện thoại nó đâu có cầm, tiền thì nó cũng không có được xài, mà đi ra ngoài nó cũng không đi được. Nó đi ra tới hàng rào rồi ông già chồng kêu nói ra, Giao ơi ba đi con ra đóng cái cửa rào. Nó ra nó đóng cái cửa rào rồi vô nó sởn cái đầu, sởn ngang ngang. Có một thời gian sau nó kêu nhỏ này mượn tiền không được đó, là bắt đầu là nó kêu nhỏ này tư cạo đầu đi. Nhỏ này nó cạo một lỗ là chỉ cạo thôi,
Nó thấy gì nó lấy tông đơ nó đẩy chọc luôn. Tại vì cái hình chọc đầu lật ngút nó có, người ta gửi về đó cho nó. Cũng như bạn bè mà Hải Dương á, nó tìm hiểu gửi cho cô nó mới gửi lại cho nó. Là chỉ biết vậy thôi chứ còn mình không có biết gì chân. Tới chừng về thấy con mình hết hình dung nổi. Nó để một lát nữa đi rồi nó đưa cái hình mà hồi còn cái lúc mà đi đó là hình đó là như vậy, rồi về như vậy nó đâu có nhìn ra con mình. Thưa cô, thì cái thời gian chị giao bị bạo hành đó, cái người cha chồng theo đúng là ngày hôm qua ổng vô là ổng nói ổng biết, ông cha chồng ổng nói ổng biết, nhưng mà ổng qua ổng can á thì ít á thì nó quánh ít, mà can nhiều thì nó quánh nhiều, thành ra ổng không có qua can. Nhưng mà có một cái là tôi cũng bức xúc, một cái là ông cha chồng ở sát vách. Ví dụ như con mình không can ngăn được thì ổng đi báo công an, chứ ổng đâu có để tới con tôi mà bị quánh thăng thờ vậy mà ổng vô đây ổng nói không biết. Ổng cầm 5 triệu bạc vô ổng đưa cho con tôi á, là biểu á là như là để bồi dưỡng như thuốc men. Ở đây gia đình nghèo thiệt nhưng mà lo cho con được. Còn ổng đòi rước con tôi về ngoài để ổng điều trị vết thương rồi cho vợ chồng nó hàng gắn ở lại làm sao ở được. Mỗi lần nó quánh con tôi á là con nó không phải có đứa con 17 tháng. Nhỏ khóc á nó đòi liền xuống ao. Rồi hỏi chứ sao mà dám về, rồi bây giờ á là chỉ yêu cầu á chính quyền á. Bây giờ công an ông ngoại cũng mời rồi. À, đợi con tôi ra này là yêu cầu ông ngoại cho màn đơn cho con tôi ly dị với lại đón con về thôi. Rồi ổng năn nỉ là bây giờ á là cho ổng xin lỗi với con, ổng xin lỗi tôi nói bây giờ anh không có lỗi phải gì trơn á. Tôi không có bắt lỗi anh, nhưng mà người nào làm người đó chịu. Thí dụ như bây giờ con anh làm á, mà hồi đó anh ở sát bên, thí dụ anh gầy không được có thể anh báo công an đi cho công an ta can thiệp, còn nếu không á, thì anh cũng phải điện về, anh không biết số thì anh hỏi giao xin số điện thoại anh liên lạc với tôi cho tôi ra tôi đón con tôi. Tại sao anh không liên lạc? Đúng ra là ổng với anh đó, anh chồng nó cũng ở sát vách luôn, là tội liên can đó. Biết con mình hành hạ người ta vậy mà bao che. Dạ, cô thì cái thời gian mà chị giao đó bị chồng bỏ hành, nghe nó nói gì hơn năm gì đó, là lúc mà cái lúc mà mình gửi tiền ra hết tiền rồi đó, mượn tiền không được nữa, nó lại bắt đầu nó không cho mượn, đi hỏi tiền không được là nó quánh, là nó về nó kể cho mình nghe thôi, chứ còn ở trong này là chẳng biết tin gì hết trơn, nó chỉ là điện về một cũng tiền hai cũng tiền thôi. Điện về hỏi mượn tiền của cô đó là giao có cư xử như thế nào, có chữ mà. Trời ơi, nó chữ dữ lắm, nó chữ tầm bậy tầm bạ không à, nó chữ thậm tệ luôn. Nghe lời người chồng hả con? Không, con vợ á, mà nó ngồi kế bên đó đó, nó về nó kể là nó ngồi kế bên, nó suối phải chửi vậy đó, là con là phải chửi, không chửi thì nó đánh. Chứ còn mình thì không biết gì hết trơn, chỉ biết vậy thôi. Biết là khi mà quấn chị Giao đó là cắn không cho chị Giao la luôn hả con? Thì nó sảm thân cho miệng sao la. Rồi nó sợ tôi với ổng buồn, nó đâu có nói đâu, nó nói là nó chối lên cầu thang á, nó chối nó treo tay lên cầu thang á, nó quánh rồi xỉu rồi. Rồi tạt nước cho tỉnh lại. Rồi nó lấy cồn á, nó chế sao mà con tôi cháy hết trơn lông nheo, mà hoặc cái mặt không có cháy luôn, nhờ là cháy xém lông nheo nó dài lắm quất ngược, hoặc cháy xém lông nheo vậy nè. Dưới cái áo cao khoác đó, nó cháy cao khoác này mà sao trời kiến sao mà nó không có cháy mình. Với lại nó đổ cồn ở dưới nó đốt lên, nó biểu con nhỏ này phải dẫm lên. Mà sao mà nó không có cháy dầu à, không có phỏng hung mà nó cháy hai cống quần xém xém. Hồi đó tới giờ tôi chưa từng thấy mà người nào mà giả mang chắc đất nước Việt Nam này, chỉ có một mình nó thôi, không có người thứ hai. Lúc đầu dẫn gì đây, cái người này có đàng hoàng có thấy thì nó cũng bình thường, nó không có gì, thấy nó nói chuyện cũng đạo đức lắm. Bởi vì con tôi nó mới thấy vậy, nó người này có thể nó nương tựa được, nó mới đi vô mãi. Chứ còn nếu đúng như đàn ông mà lỗ mãn hay là này kia nó đâu có đi. Con tôi là cũng nó cũng biết lắm chứ, mà sao mà hồi đó nó hiền lắm nha, biết vậy lắm. Nhưng mà tới chừng nó ở với thằng đó một thời gian sau là nó trời ơi, nó chửi dòng họ, nó không chửi ai chứ, là nó về đây nó kể lại là mà nó biết là nó bị khống chế thôi chứ mình đâu biết. Không điện về là nó giữ điện thoại, đâu có điện được. Nó mà tới mà nó đi đái nó cũng giữ, mà nói cái cổng rào đó đó, mà đi ra đóng cái cổng rào, nó hỏi chứ mày đi ra đi đâu, cũng sợ con nhỏ này trốn lại. Bắt đầu là nó kiếm chuyện hoài luôn, nó quánh hoài luôn. Không đi về đó làm dâu 3 năm mà xung quanh nó đó nó không biết mặt ai chứ không có đi ra khỏi nhà. Cũng như là đồ ăn đồ uống thì nó tự đi mua, rồi là về con này làm thôi. Nhà
chồng đánh gì đó rồi ở sớm đó người ta có biết không cô? Đâu có biết, cũng như là nó nhốt con nhỏ này ở trong nhà, cũng như là nó giữ ở trong nhà không đâu có đưa ra, cũng như cái nhà nó cũng có cái cổng rào xa xa có quay lên trên mạng đó, người ta tới nhà nó rồi mà nó ra nó không cho người ta quay. Mới hồi sáng này tôi mới coi nè, là chính nó luôn, nó không cho người ta vô quay, rồi nó đi ra là nó cự với người ta luôn, là hồi sáng này tôi mới coi trên mạng nè. Thì bây giờ tôi nói như vậy nè, con tôi thì bị hành hạ như vậy đó, mà giấy tờ thì nó giữ hết, tiền thì cũng không giữ, đâu có trốn được mà cũng không về được. Thì bây giờ là tôi nhờ công an với luật pháp đó, là bây giờ là con tôi đi ra ngoài nhờ hỗ trợ giúp cho con tôi là không cho lấy được giấy tờ là một, cái thứ hai nữa là cho con tôi là ly dị hẳn hồi, rồi lại đón con về chứ không có để ngoài. Tôi quyết định là cho chị Giao này không, cái đó là ý kiến con tôi, nó không ra nữa, tại vì ông nhà chồng nó ngày hôm qua vô rồi là nó dứt khoát là nó không ra ngoài sống nữa, ổng đòi rước ra ngoài nó không chịu sống nữa là nó dứt khoát ly dị. Bây giờ là tôi không muốn dính dáng nữa, con tôi không muốn con tôi dính dáng nữa, mà bây giờ tôi nhờ là mấy chú công an bên với hội phụ nữ bảo vệ bà mẹ trẻ em đó, là phải đưa ra luật pháp thấy chừng trị thằng này bằng cách nào. Chứ để mai mốt quá, thí dụ như con tôi là vết xe đổ rồi, mà nếu mà không đưa nó ra pháp luật á, thì sau này những cô gái khác xa vô á, là gặp hoàn cảnh y găng như con tôi vậy đó, thì nhờ nhà nước á, nhờ luật pháp á, trừng trị nó cho nó đúng như cái diện gì mà nó làm với con tôi vậy đó. Chứ ở đây không có đòi hỏi gì hết dân á, là do chánh quyền nhà nước xử nó. Ngày hôm qua ông thui vô thì tôi cũng có nói vậy đó, tôi nói là tôi không có gì hết á, ở đây tôi không có bắt lỗi bắt phải gì ông xui hết trơn, ông không xui hôm qua chú xin quay lên đó thì cũng vậy đó, tôi không bắt lỗi phải gì xui giá, thì người nào làm người đó chịu. Nhưng mà theo đúng ra đấy, mà tới vi pháp luật mà nếu căng ra đó, là thằng anh chồng nói với ông già chồng nó cũng phải là có trách nhiệm là dính vô đó, tại vì biết mà không báo với công an để hành hạ con tôi tới cỡ đó đó, chỉ có vậy thôi chứ còn không có biết gì nữa, tại vì con nó chỉ nói như mình biết như thôi. Hơn một năm đó, không báo cho mày không biết đi con. Bởi vậy nó không báo, thí dụ như bây giờ ổng không báo công an đi, ổng cũng phải điện về cho tôi biết coi con tôi tình trạng gì, xui gia là điện về nói cho tôi đi, bây giờ con nó bị bạo hành và ổng nó mãi dạy con nó không được, cho điện về cho tôi ra tôi đón con tôi về, chứ có đâu mà tới mà thui đốt con tôi cỡ đó. Theo như chồng chỉ là tất nhiên là ngày nào cũng là nắm đặt ý cho nên là xong. Nó nói là có khi một ngày quánh 2 lần 3 lần nữa, nhưng mà cái lúc nào mà mượn tiền được thì không quánh, còn mượn tiền không được thì nó quánh. Mà mượn tiền từ 12 giờ đêm tới sáng, phải thức sáng đêm gì đi mượn tiền cho nó. Đi mượn ban đêm hả cô? Bằng ngày cũng có, bằng đêm cũng có, giác nào miễn biết ai thì điện hỏi gì đó, mà đâu có ai cho mượn. Nếu mà đi ra đường mượn tiền hàng sớm mà biết chị Giao này có những vết thương trên người đó, nó đâu có đi ra ngoài đâu, đâu được tiếp xúc ra ngoài đâu mà biết. Chỉ là nếu mà con tôi mà không trốn về đó hen, là không biết sống từ đây tới đẻ không nữa. Bây giờ đang mang thai 7 tháng mấy đó, 31 tuần rồi đó. Về thấy con tôi nó nhấc hai cái giò quá, bị nó lấy cái trái trâu mà thứ người ta gắn cửa hàng rào bằng cái nóc đó, nó đập con tôi bầm gì nè, tan nát, nó đập mắt cái với dời là con tôi đi không nổi luôn. Về bằng đêm cái giờ cà giật đó là bắt đầu tôi đi chích thuốc rồi đi ra bệnh viện khám thai đó, nó giặt lên cho coi là mới thấy hết trơn toàn bộ thân thể, không, tao nói không còn chỗ nào chứ, hai cái vú này nè hen, nó hơ nó lăn lột da trên hai bên này nè bằng cỡ ba ngón tay vậy nè. Là dùng bằng cái gì con? Cái móc phơi quần áo á, rồi nó kéo ngay ra, rồi nó để vô bếp ga mini á, rồi nó lăn lên vậy nè. Một lát nó chứ nó để nó khỏe khỏe rồi nó ra là mặt mày nó hết trơn vậy nè, mặt mày nó bữa nay là về tôi mua thuốc sức đó là nó lợt, còn ngày đầu về là nó đen nguội luôn, là chú nhìn không ra con người luôn đó. Lúc mà chị về là con khoảng mấy giờ? 9 giờ mấy. 9 giờ mấy tối. Cũng như nó trốn trên thành phố á, rồi nó cũng có nhờ người quen. Rồi hai vợ chồng nó không biết ở chả cãi lộn sao đó, nó kêu nhỏ này dụ nó về Sài Gòn, nói giờ mượn tiền trên điện thoại không được, thôi để về Sài Gòn đi, rồi nó đi từng nhà nó mượn tiền cho được nhiêu thì nó đưa nhiêu.